có 4 bài thôi. Vì thương chị Tuyết nên hát kéo cho chị Tuyết thêm 2 bài nữa. À, giọng hát của Nhật Minh thì rất là hay rồi, hát rất là cao. Mà bây giờ hát bài Đêm Lo Sao thì nó không thể nào mà nó phát triển được cái giọng của Nhật Minh cho mọi người biết. Mà Minh Tuyết rất là quý giọng của Nhật Minh, và Minh Tuyết cũng hù với Mạc Kiều rồi. Anh Mạc Kiều cứ đi lo theo chân dài và em sẽ bỏ và em sẽ lấy Nhật Minh. Nhá, thì em để chị cố tình ngày hôm nay chị hát Nhật Minh bài này để cho các em quay lại. Con đưa cho cô hay cho chú vậy? Con cho cô nha, cô cảm ơn con. Chị nói rồi, biết em nó quay lại để chị phát trên mặt kiều cho chị đe ảnh cho em. Cảm ơn em. Rồi, anh Đức ơi, một lần nữa cho Minh Tuyết và Nhật Minh một tràng pháo tay với bài hát Xin Lỗi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.